Tính Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Rồi, hôm qua là tôi đã cho thằng cu em nó quấn con động cơ này. Thì vừa nãy là tôi đã lắp xong rồi các bạn nhé. Đấy, thì cái này là vừa nãy là mình không ngấy đầu dây điện ra thì những cái xoắn đôi nó là làm việc. Đấy, thì bây giờ để mắc tụ và mắc điện và cho nó chạy. Thì đây có hai con tụ này, một con tụ đề và một con tụ kích. Con này là tụ đề của nó là tụ đề 300mm. Còn con tụ ngâm, xin lỗi nhá. Con tụ ngâm ấy thì tụ ngâm hay tụ ngậm gì đấy cũng vẫn đều là nó thôi, là nó sử dụng con 40mm. Nhưng mà con này là mình không có 40, mình lắp luôn là thành 45mm vào đây rồi. Đấy. Thì đây. Con này để mà xếp thì là sẽ bắt vào cái cầu này. Cầu này thì là nó sẽ có hai cách đấu. Hôm nọ là cũng cho anh em xem cái clip ở trên YouTube rồi. Đấy, một cái này. Từ cái từ dưới trước nhá. Đây này, làm việc một này. Đây. Cái lỗ này là một, còn lỗ này là hai. Ngồi theo hướng vào động cơ như thế này. Theo hướng vào động cơ như thế này thì là mình sẽ biết là cái cầu đấu nó đặt nó nằm như này. Đây, làm việc một này, khởi động một này, dơ le một này, đúng không? Giữ tay vào đây, làm việc một, khởi động một và dây dơ le một. Đấy, trên này thì là làm việc hai ở đây, khởi động hai và dơ le hai. Đấy, bắt đủ 6 đầu này vào thì là nó sẽ hai con tụ ấy thì là con 300mm là sẽ mắc vào điểm này và điểm này. Đấy, con tụ mà 45mm như ở trong kia thì mắc vào hai cái điểm đầu ngoài này. Sẽ có một điểm chung nhá. Đây này, nhìn thấy điểm chung đây chưa? Đấy, có điểm chung ở đây. Nhưng mà cái con này thì là cái dây dơ le nó hơi ngắn thì tí nữa là mình sẽ đấu theo cái sơ đồ bên trên. Làm việc 1 này, khởi động 1 này. Đây, làm việc 1 này, khởi động 1 này. Làm việc 2 này, khởi động 2 này. Và dơ le 2 này. Đấy, dơ le 1 thì ở điểm giữa này. Khi mình ấy xong thì con tụ kích nó vẫn ở hai vị trí này. Tụ đề đấy, 300mm. Rồi con tụ 45mm của mình thì mình bắt ở hai cái điểm này. Đấy. Đây, theo cái sơ đồ này nhá. Khi nào mà có quên thì lại lên kênh xong là tìm lại cái clip này để xem. Đấy, khi cái cầu đấu này nó có cái thang đấu dọc xuống đây, dọc xuống đây để mình bắt cái nguồn điện 220 vào hai thanh. Vào hai thanh nhá. Thì là lúc nào nó cũng sẽ có một cái thanh mà lối thẳng giữa cuộn khởi động và cuộn làm việc để cho điện vào. Và một thanh là lối cái làm việc và cái dơ le lại với nhau để cho nó quan tụ kích nó kích đấy. Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đấu. Đấu theo cái hình bên trên này nhá. Anh đấu luôn cho mày xem. Cái tô bít chuôi màu xanh đâu, lấy ra đây cái này. Các bạn thấy clip của Linh Motor nó hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ cho Linh Motor các bạn nhá. Cầm luôn cho anh một mảnh giấy màu hồng vuông vuông nhỏ nhỏ. Rồi, ngắn này cũng được. Cái này để làm gì? Để lắp vào đây. Lót vào phòng khi là khi chúng ta bật cái cầu đấu lên ý, là dây điện nó cò ở trên cò xuống là sẽ bị giật.
đúng không? Dây điện những cái dây mình đấu ở đây là nó không bị giật. Đây thì mình sẽ đấu thành từng hàng này trước. Đây. Làm việc một này. Của cuộn làm việc đấy. Sơn này hạn gì vậy? Rồi. Đấy, còn dây dơ le chúng ta lối vào cái điểm giữa này. Treo trên sơ đồ 2 đây nhá. Đặt gần sơ đồ đây để cho anh em xem. Rồi cứ để thả tay ra. Đấy. Dơ le 2 là ở điểm giữa này. Phải kiểm tra xem nó đã chắc chưa nhá. Rồi, còn cái dây khởi động một này thì là ở cái điểm thứ ba. Đấy. Còn bên trên này thì là cái dây mình đấu cái dây làm việc trước, dây làm việc thì mình để ở cái điểm giữa này. Bắt chắc mà nhá, nếu mà bắt nó mo ve ấy thì là những con động cơ này, động cơ một pha này, dòng nó rất là cao. Nó sẽ bị đánh lửa và chảy những cái cầu đấu này của mình ra. Hỏng mất. Đấy, còn cái dây dơ le 2 này thì để sang cái góc ngoài này. Lúc mình mắc cái tụ đề vào đây, vào cái điểm này của nó. Cái thanh thì cứ để đấy. Bắt những cái này vào trước đã. Rồi, thế là mình đã nối xong 6 cái đầu dây theo cái sơ đồ bên trên nhá. Dây nguồn đấu luôn rồi. Có cái dây nguồn ở đâu đi lấy cái dây nguồn là nó có màu vàng vàng sáng gọn để đâu. Rồi. Không, cái dây đây này. Thấy không? Đấy, đến bây giờ thì bỏ cái này ra. Đây anh em còn nhìn thấy không? Hỏi vẫn khả năng là vẫn nhìn thấy nhá. Nhưng mà để anh còn lấy đồ ở trong cái hộp này. Vừa đổ hết cả ra đất này. Đấy, thì bây giờ con tụ ngậm đây. Ngậm đây thì là mình sẽ bắt nó ở cái vị trí này. Mình cứ bắt tạm vào đây xong là chạy thử cho anh em xem đấy nhá. À, đâu nhỉ? Đây con tụ ngậm này, vị trí này nhá. Thấy chưa?
nối hai cái thanh này vào nhau. Cái dạng động cơ một pha mà nó có rơ le mặt vít đi tâm, nó sẽ có hai loại, một loại là một tụ và một loại là hai tụ. Loại một tụ thì là nó chỉ có nguyên tụ khởi động thôi, mà rơ le của nó có trách nhiệm là ngắt khởi động khi động cơ làm việc, ngắt cuộn khởi động với cả ngắt tụ khi động cơ làm việc. Còn động cơ mà nó hai tụ như này ấy, thì là nó sẽ có trách, cái con rơ le nó có trách nhiệm là chỉ có ngắt tụ khởi động thôi, còn cuộn dây thì khởi động nó vẫn cứ làm việc, nó vẫn cứ ngậm tụ và làm việc bình thường. Đấy, nó có hai dạng là một tụ và hai tụ, là nó như thế. Mình cứ bắt tạm cái điện này vào nhá. Rồi, như thế này là bây giờ là động cơ là đã có thể là chạy và hoạt động bình thường. Mình đã đấu xong rồi đấy. Thì bây giờ cho nó chạy nhá. Chạy thử. Bỏ con tụ này nghiêng nghiêng ra, nhớ đâu tụ nó đều nó nổ vào mặt rồi. Thấy chưa? Động cơ chật đạn chạy, đã hoạt động rất là êm và ok. Đây con này là 2,2 kW, thì trước khi là mình cuốn lại xong là mình cũng phải kiểm tra xem dòng của nó là bao nhiêu ampere. Ba phẩy ba ampere gì đấy. Đây các bạn nhìn thấy không? Như này là có nghĩa là con động cơ này nó hoạt động nó đang là rất là ổn định và rất là tốt khi mình vừa cuốn lại xong. Đấy, cách đấu thì như hôm qua ở bên trong ấy, từ lần sau khi mà anh mà không có nhà hay như thế nào thì cứ tháo ra lấy thông số và phang lại để cho nó đấu. Khi mà không có nhà mà khách họ đến ấy, thì là mình cũng cứ lắp vào theo cái sơ đồ này. Đấy, như vậy là nó là hoạt động là rất là ok rồi. Đúng không? Thôi, video hôm nay thì tạm dừng đến đây đã. Mai kia là lại học tiếp những cái khác. Các bạn thấy clip của Linh Motor nó hay hữu ích thì là đừng quên đăng ký kênh này, chia sẻ video ủng hộ cho Linh Motor. Vẫn sợ các cụ ạ. Thôi, chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.